tôi xin đi vào cái phần kết. Chúng ta có một cái cách giải thích rất là nhân nhượng dựa trên lý luận. Đó là lý luận của nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế bên ngoài. Thứ nhất là trong mấy chục năm, hiển nhiên là Việt Nam đã có những cái thay đổi về lượng. Nhưng mà nhìn trong không gian là, tức là chúng ta đừng có nói đến thời gian là bây giờ cũng khá hơn ngày xưa, mà phải nhìn ra không gian đó là so với các cái nước khác thì chúng ta là làm sao. Thì thực tế ra đó là Việt Nam chưa theo kịp được cả nước khác. Ta lấy cái ví dụ ngày xưa đó là Việt Nam Cộng Hòa thời chiến tranh cũng là ngang ngửa với lại Nam Hàn, là một nửa của nước Đại Hàn, ngang ngửa về nhiều mặt khác nhau. Năm 1988, tức là 20 năm trước Bắc Kinh đã Đại Hàn tổ chức Thế vận hội. Và từ đó không những kinh tế họ tiếp tục họ lên, họ có thay đổi, họ có cải tổ, mà họ còn thay đổi cả chính trị. Những ông tướng cầm quyền của thời chính quyền quân Việt sau Bắc Kinh rồi có thể bị cách chức chỉ vào tù, và họ đã có thay đổi lại họ. Và bây giờ đó thì Việt Nam nhìn thấy họ không so sánh được. Và nếu mà có so sánh với Thái Lan cũng bằng, thành với lại Philippines cũng bằng. Thế thì cái lý do là lượng của Việt Nam, những cái đà tăng trưởng trong cái giai đoạn nó không có biến thành phẩm. Tăng trưởng nó không phải là phát triển, hai thứ nó khác nhau. Và tăng trưởng của Việt Nam nó thiếu phẩm chất, nó không bền vững, nó đào sâu bất công và nó gây ô nhiễm. Đó là cái tăng trưởng sóng vai cùng tham nhũng và hủy hoại nhân sinh. Và tại sao lại như vậy? Đây là một cái cách giải thích khác, là vì hạ tầng cơ sở vật chất như cầu đường cho giao thông, vận tải nội địa giữa các cái thị trường của người Việt với nhau, và cái hệ thống và tiện ích công cộng như là điện nước hay là hủy thải phế vật vẫn còn lạc hậu bên cạnh các cái công trình gọi là hoành tráng chưa của Hà Nội, của cái sự phô trương. Và nghiêm trọng hơn vậy, hạ tầng cơ sở luật pháp của Việt Nam thiếu công minh và thừa kẽ hở cho mọi lối vi phạm ấy. Và cái luật lệ bất minh của một cái bộ máy cai trị rất rộng, rộng là tại vì chuyện gì cũng chia vào hết, mà lại nâng là tại vì không có điều động được cái gì cả. Nó đã phá vỡ mọi chính sách quản lý kinh tế quốc dân, nếu như Việt Nam thực sự có được một chính sách quản lý, là cái điều thật ra là chưa có. Người ta cũng có thể có cái cách giải thích khác, và tôi xin trình bày cái phần thứ nhì, cái nguyên lý là tại sao. Ngoài cái cách giải thích thuần về thiên về kinh tế, tôi nghĩ rằng là Việt Nam nó gặp cái bài toán phổ biến là cải cách kinh tế và không cải cách chính trị, cho nên mới làm nảy sinh ra một cái xã hội lý tài, tức là chỉ có ham tiền dũng năng mà không ai dám nói đến một cái giải pháp nào khác cả vì cái lý do chính trị. Chỉ vì cái hệ thống chính trị ở Việt Nam khiến cho đảng có toàn quyền quyết định ở đảng cấp, mà đảng viên nó lại khỏi chịu trách nhiệm trước quốc dân. Là tiến trình quyết định mờ ám, nó dẫn đến sự xuất hiện của một cái đảng. Nó dùng cái chữ này, dĩ nhiên là trong cái tinh thần chân biến, một đảng đa nguyên gồm có nhiều phe nhóm ở trên thượng tầng, và mỗi nhóm nó có những cái cơ sở kinh doanh riêng và các cái tập đoàn nhà nước và tay chân. Nó cũng tương tự như lực lượng Bình Xuyên đã có cả chục cái khu vực bình khang được bảo kê ngày xưa. Thì ngày xưa thì Bình Xuyên có được sự bảo trợ của thực dân Pháp, và ngày nay thì phải chăng cái hệ thống quái đản đó nó có năm phe bảy phái, mỗi phe nó lại có từng vùng để làm ăn với nhau. Cái hệ thống tôi gọi là Bình Xuyên quái đản nó có được sự bảo kê của Trung Quốc hay không? Và các phe nhóm này họ đối lập với nhau để tranh giành cái phần thị trường này, nhưng mà vẫn biết tương nhượng nhau để tồn tại. Và trong những cái chuyện như vậy họ gây ra một cái ấn tượng, tức là một cái cảm quan không dựa trên cơ sở thực tế, là nó có phe bảo thủ và nó có phe cải cách. Đó là các thông tin viên, kể cả các ngân hàng thế giới của ngoại quốc vân vân đều nói đến chuyện thường xuyên chật, mỗi đại hội đảng lại chật, nói ông này là phe này phe kia, các thứ cuối cùng sau nó lại chật cả. Kết cục đó
là nghĩ phe nhóm đều là những cái thế lực mà nó làm lệch lạc cái hệ thống quản lý để trục lợi cho họ và cản trở mọi cái nỗ lực cải cách để duy trì cái đặc quyền tập quyền. Và hàng năm Việt Nam đã được thế giới cố vấn cho cả chục dự án này phương thức kia để cải thiện cái chế độ của họ mà họ vẫn không có làm. Tại vì nếu mà làm tới cùng chúng ta thì xâm phạm vào cái vùng đặc lợi của các đại gia thì những người ngồi trong bộ chính trị ở dưới đó thì người dân chỉ còn cách ăn gian hoặc là chịu đói trước cái sự phe phải ngạo vẽ dùng thức là trong một cái thứ thực sự là xã hội chủ nghĩa. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái nghịch lý khó hiểu mà vẫn được đa số cam chịu, và cái đa số nó cũng ý thức được rằng mình chỉ có thể gian lận bằng mọi nạn trục lợi, nghĩa là đừng nói đến chính trị, tuyệt đối đừng đụng đến chính trị và cũng đừng đạt cái chính phủ. Kính thưa quý vị, xã hội Việt Nam là nơi mọi người có quyền chửi Mỹ hết, chứ đừng phản đối Trung Quốc từ chuyện kinh tế đến chuyện an ninh. Và bây giờ tôi còn một phút nữa để tôi kết thúc. Tôi nghĩ rằng là sau khi trình bày nó rất khái quát với cái hai cái cách giải thích, tất nhiên là cũng chẳng được. Tôi xin kết luận lên vài nhận xét cụ lắm và một hai câu hỏi ngắn. Nhận xét thứ nhất là tôi quy định từ 200 năm nay rồi, coi như là từ thời vua Gia Long thống nhất đất nước, sau mấy trăm năm trị nguyện nội loạn thì Việt Nam đã có được mấy chục năm vừa qua liên tục và hiếm hoi mà không bị chiến tranh, không bị ngoại xâm, không có nội loạn. Và thực tế thì Việt Nam, người Việt đã có quyền quyết định về vận mệnh quốc gia. Họ quyết định như thế nào và cứ sao Việt Nam lại tụt hậu để có thể mất chủ quyền thực tế ở tay Trung Quốc bây giờ, đó là cái thứ nhất. Cái nhận xét ưu ám thứ hai, xã hội Việt Nam hiện nay đã có thể được tóm gọn vào một cái câu như thế này: đại gia thì hạ cánh an toàn thì đã có bãi đáp ở bên Mỹ, dưới trung lưu thì bắt đầu hốt hoảng, thì chưa kịp lên đến cái bậc đại gia ở trên thì có khi lại tụt, có khi phá sản, còn dân đen ở dưới thì tuyệt vọng, hoặc tuyệt vọng vì không hiểu là Trung Quốc sẽ làm gì, hoặc Hoa Kỳ không muốn làm gì hay chăng. Còn ở bên trong đó, họ không tin rằng lãnh đạo muốn thay đổi, kể cả cái gọi là hội nghị ban chấp hành vừa rồi đấy, hôm 10 tháng 10 mà nói đến cái chuyện phải cải tổ lần nữa thì không có thì vui lắm. Họ không tin, người dân không tin rằng là đảng muốn thay đổi hoặc là có khả năng thay đổi nếu mà thực tâm muốn làm. Và cái chuyện này nó dẫn qua ta đến vấn đề Trung Quốc và hai cuộc hoạt động. Việt Nam có thể ra khỏi trật tự Trung Hoa được chăng? Và muốn như vậy thì người dân phải làm gì? Họ có còn đất lùi được đấy không? Và thứ nữa, trong cái quan hệ tay ba giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam thì người Việt có thể làm được gì? Mà người Việt là những ai ở đâu? Và những câu hỏi này, tôi nghĩ rằng là nó không có dễ có giải đáp. Nó có thể rằng là trong một kỳ khác của khoa học kỹ thuật sẽ nêu lên chuyện đó và chúng ta sẽ lại có một cái đề tài hội thảo khác. Và xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của quý vị. Theo chương trình đó là chúng ta sẽ có các ca sĩ của câu lạc bộ Tinh Nghệ Sĩ sẽ đến cống hiến chúng ta những cái bản nhạc chẳng hạn như là Đàm Giang để mà dậy sóng lên để mà trong